Chị bán nước hả chị? Mới sáng sớm chưa mở hàng mà đàn bà con gái vô là tao biết bữa nay bán chưa được 10 ly nữa. Bán 30 ly cà phê ơi. Chị mua cà phê hả chị? Dạ cà phê của em là 15 ngàn ly, 30 ly là 450 á chị. Nợ nha. Ai quen biết gì mà nợ? Hồi sáng giờ bán chưa được ly nào hết trơn rồi vô mua nợ. Thì cho nợ đi, làm xong đem qua công trình sát bên nè, tôi trả tiền sao? Trời ơi, tôi là chủ thầu bển á. Dạ chị, chị lát làm xong á em đem qua bên đó cho chị nha. À, mà có bớt không? Không. Giá người ta niêm yết 15 ngàn ly rồi mà bớt là bớt làm sao? Ý tôi á là tôi tính mua 30 ly một ngày trong vòng một tháng đó, thì chị có bớt không? Dạ có chứ chị. Quán em quán nhỏ cho nên là giá linh động lắm, không có niêm yết gì hết trơn á. Em mời chị vô trong nói chuyện ha. Không có mua quần què gì hết á. Tôi qua quán khác tôi mua, buôn bán gì mà cọc. À chị ơi, chị. Sao mà mình hấp tấp vội vã quá vậy ta?